Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 4 cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, ở những bài học luyện từ và câu trước, chúng ta đã được tìm hiểu về câu kể ai làm gì. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng đi tìm hiểu một loại câu kể nữa của tiếng Việt, đó chính là câu kể ai thế nào. Vậy để tìm hiểu xem Câu kể ai thế nào có cấu tạo như thế nào, loại câu kể này có chủ ngữ và vị ngữ ra sao thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài học ngày hôm nay. Bây giờ các con hãy quan sát cho cô đoạn văn sau. Bên đường, cây cối xanh um, nhà cửa thưa thất dần, đàn voi bước đi chậm rãi, chúng hiền lành và thật cam chịu. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu, anh trẻ và thật khỏe mạnh, thỉnh thoảng anh lại cúi xuống như nói điều gì đó với chú voi cô có câu hỏi sau các con hãy tìm cho cô những từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu văn ở đoạn văn trên các con lưu ý chúng ta tìm những từ ngữ chỉ vào đặc điểm tính chất trạng thái chứ đừng nhầm lẫn sang các từ ngữ chỉ hoạt động. Chẳng hạn như ở câu đầu tiên, cô có thể tìm từ xanh um là để chỉ đặc điểm của cây cối bên đường. Vậy các con hãy tiếp tục tìm cho cô những từ ngữ tương tự trong các câu còn lại của đoạn văn. Vậy là chúng ta có thể tìm những từ ngữ sau. Thưa thất dần là từ chỉ đặc điểm, tính chất của nhà cửa hiền lành và thật cam chịu là những từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất của đàn voi trẻ và thật khỏe mạnh là những từ ngữ chỉ đặc điểm của người quản tượng trong đoạn văn này có hai câu rất dễ gây ra nhầm lẫn cho các con trong việc tìm các từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu văn đó là câu đàn voi bước đi chậm rãi và người quản tượng ngồi vắt vẻo trên chú voi đi đầu hai câu này là câu Hai câu này thuộc loại câu kể ai làm gì bởi các từ bước đi và ngồi là động từ trả lời cho câu hỏi làm gì. Có thể sẽ có bạn nhầm lẫn những câu ấy trả lời cho câu hỏi thế nào vì trong cụm động từ làm vị ngữ có các tính từ như chậm rãi, vắt vẻo nhưng những tính từ ấy chỉ miêu tả cho các hoạt động bước đi và ngồi. Tiếp theo, cô lại có câu hỏi sau đó là các con hãy đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được chẳng hạn như với từ xanh um thì cô có câu hỏi sau đó là cây cối thế nào tương tự các con hãy đặt câu hỏi cho bộ phận thưa thất dần hiền lành và thật cam chịu trẻ và thật khỏe mạnh giống như câu hỏi mà cô đã vừa nêu ví dụ vậy là chúng ta có thể có những câu hỏi sau đó là nhà cửa thế nào đàn voi thế nào hoặc chúng thế nào người quản tượng thế nào hoặc anh thế nào vậy các con lại tiếp tục cho cô biết những từ ngữ mà chúng ta vừa tìm được đóng vai trò làm thành phần nào trong câu rất chính xác tất cả những từ ngữ chúng ta vừa tìm được đều đóng vai trò làm vị ngữ trong câu và chúng ta cũng vừa đi đặt câu hỏi cho bộ phận vị ngữ của câu. Bây giờ chúng ta hãy làm ngược lại, đó là các con giúp cô đặt câu hỏi cho thành phần chủ ngữ. Chẳng hạn như ở câu đầu tiên cô có thể đặt câu đó là cái gì xanh um. Tương tự, các con hãy đặt giúp cô câu hỏi cho những câu còn lại. Vậy là chúng ta có thể có những câu hỏi sau, đó là cái gì thưa thớt dần. Con gì hiền lành và thật cam chịu và ai trẻ và thật khỏe mạnh. Vậy qua việc đi phân tích các câu trên, các con hãy tiếp tục cho cô biết chủ ngữ của những câu này trả lời cho câu hỏi gì, vị ngữ của chúng lại trả lời cho câu hỏi gì? Vậy là qua việc cùng đi phân tích về những câu trên, cô có thể rút ra ghi nhớ sau, đó là câu kể ai thế nào gồm hai bộ phận, một, chủ ngữ trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì và hai, vị ngữ trả lời cho câu hỏi thế nào. Tất cả các con hãy cùng học thuộc ghi nhớ này nhé. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta dừng lại tại đây. Cảm ơn các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.